Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về một khẩu súng anh em yêu cầu rất là nhiều. Vâng, đó chính là khẩu AK-47 Transformer. Cái khẩu súng này thì nó bắn cũng rất là ngon, sấy thì tuyệt vời khỏi bàn. Và nó có cái đặc điểm rất là yêu thích của những người chơi C4, đó chính là xóa điểm kill die. Thì tức là trận nào các bạn lỡ phít mạng nhiều thì các bạn có thể xóa đi và nó sẽ không lưu lại, làm các bạn mất tỷ lệ kill die đi. Rồi, hôm nay thì có một bạn gái đấy. Đấy rồi, đứng im xem nào. Đấy, bạn ấy chính là Mỹ Kim. Không biết là tên thật là gì. Chắc là cũng là Mỹ Kim luôn. Giọng nói rất là hay. Kìa, úi dồi. Tự nhiên cầm cận chiến đi qua như một vị thần. Ôi, không kịp rồi. Nó cầm TMP, nó sấy headshot thế kia thì làm sao mình cover được. Pha đấy xin lỗi bạn nha. Cạn lời. Cover cực kỳ nhanh ấy, nhưng vẫn không kịp. À, lấp ló HL này. Làm gì đấy bạn ấy? Lấp ló làm cái gì đấy? Chắc là mình sẽ tương một quả bom. Đấy, ăn đi. Rồi, thơm không? Không trúng rồi. Rồi, không trúng. Chắc chắn là sẽ lùi về. Còn có thằng Snip ở khu vực hẻm HL. Thế chứ nhầm, không có phải hẻm mà nó đứng từ mic nó Snip lên. Nhưng mình quyết định vẫn đi vào. Ấy, nó kìa. Không chết. À, thằng này. Mày nhây này. Gì đây? Thích đâu? Ôi. Này thì yếu, còn ra gió này. Thích ra gió à? Ô, thằng nào flat mình thế? Sao lại flat mình thế nhở? Hư cấu. Rồi. Hay lắm, cái tội flat đồng đội này. Không biết là thằng này flat mình hay là thằng trong khu vực A. Và thằng trong khu vực A thì nó nấp vào cái chỗ đấy rồi. Chắc chắn là cái thằng đồng đội của mình. Khốn nạn. Vâng, đợi cô bé của chúng ta, Mỹ Kim. Được rồi, đi. Làm cái gì đấy? Úi dồi, AFK. Đi nào. Ô, ô, nó đẩy qua nhà. Ôi dồi, trông rồi. Thảm thế. Vâng, nó đẩy qua nhà. Vâng, bắn hơi bị lâu lâu bị nghịt ngu, xàm xà một tí lại bị team bạn đẩy sang nhà ấy. Thế là sấp mặt. Rồi, xem bạn đâu, chết hết rồi à? Ủa, còn đúng hai người. Rồi chết sạch, nó clear luôn. Ôi, cái gì mà đẩy kinh vậy? Kiểu như nhà, đường này là của mấy thằng bên Goobrit vậy. Rồi tới xong rồi, không làm được gì, chắc chắn luôn. Rồi biết ngay mà, bọn này nó kinh vãi, nó đẩy sang hết sang nhà luôn. Mấy con gà này, what the fuck. Lên luôn, lung linh là phải lên luôn. Tao sợ chúng mày quá cơ. Tự dưng đẩy sang nhà người ta, cứ như là nhà của mình ý. Mà cứ để hết sang này, bố mẹ sợ chúng mày quá cơ. Trời ơi. Sao không nãy AFK, bây giờ không AFK nữa đi. Định mệnh. Á à. Các bạn thấy ăn hên không ạ? Vừa lờ thật ý. Vẫy tâm. Vẫy tâm xàm xàm. Cũng ăn được headshot. Đấy. Lên này đẩy này. Đẩy đẩy đẩy. Dầu nhất đây. Nhất không trơn hả bạn? Chắc chắn rồi. Dầu nhất không có được trơn nên bạn ấy phải nằm xuống. À, Snip bên mic này. Qua bắt thằng Snip. À, đi rồi. Con lợn này. Úi dồi, yếu rồi. Rồi, yếu rồi, tiếc thế. Quả đấy mình còn 58 tiết, không ăn được. Lục nó mạnh mà. Lục chỉ cần nó nhấp một phát thôi, ăn hên cũng chết. Bình thường thì tầm 2 phát. Ôi, chết xà mới nhờ. Vãi nổi, tự nhiên tự khen mình đẹp gái á. Vâng, xấu như quỷ ấy. Ok, thì chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Đến lúc nãy thì những pha cuối cùng mình chả làm được gì. Để đồng đội nó ăn hết. Thế là mình phải qua trận khác, mình quay tiếp thôi. Đấy, mình không làm được gì thì xem nó làm nhàm chán lắm.
Rồi hình như là B không có, chúng ta sẽ đi vào mic thôi. Úi dồi, đi chậm. Cứ đi đi, nhà của mình mà. Đi bình thường thôi. À có à, ok. Úi dồi, tự nhiên cầm đua TMP bắn sấy các kiểu như một vị thần ý, cầm cung luôn. Gắt. Rồi, tự nhiên bắn cung mắc tường kìa. Này thì sấy này, đua TMP à? Nghĩ gì? Đứng đứng giữa cửa sấy luôn. Rồi mình nghe tiếng chân ở mic. Cao mic. Đi check mình. Và nó đi rồi. À, thấy rồi. Nó đi vào A. Trên ạ, trên cao A cũng có, hình như vừa bị giết xong. Đây rồi. Này thì bị móc nhá. Ai Mr. Ngọc. Vâng, gái à. Sao gặp toàn nhiều gái nhỉ? Gặp thế. Toàn gặp team gái gái thôi. Kinh vãi nồi. Không, mình không biết đứng chỗ nào. Anh em kênh góc đứng hết rồi. Có khi nào mình nên về mic kênh không? Mic hồ sinh có thể tỏa đi những hướng khác. Tại vì kênh ở đây thì chúng ta có thể biết được đồng đội chết chỗ nào thì chạy lên. À mic này. Mic đi vào. Đi vào này. Cầm đua TMP. Đi như một vị thần ý. Vâng, tuy là nó mạnh thật, nhưng chúng tôi cần kỹ năng cao cơ. Ôi thằng này đồng đội nổi. Bắn nhầm đồng đội. Cái này bị bắn được đồng đội thì đúng là đồng đội hơi bị ấy đấy. À bị bắn kìa. Rồi. Chết luôn rồi. Thanh niên Mỹ Kim. À chết nhầm, bạn gái nhở. Bom rơi ở mic và chúng ta ngồi cao mic thôi. Không phải xoắn hết đi làm gì. Ô ô ơ, không có ai kênh B à? Ai nồi, hồi xin kìa. Lúc nãy mình cứ tưởng là có người kênh B rồi. Không để ý bên B. Vờ lờ thật đi. Đồng đội tôi, nó cứ đi hết ý. Nó thấy clear rồi là nó đi tìm. Nó không thủ. Mình thì thủ bom. Nó bị móc lúc nào không hay. Mà nó đi chậm ấy à, nó đi chậm nên mình không nghe. Nó đi mắc chậm luôn. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ qua kênh khu vực hầm B. Hầm B không có ai. Vâng, tuy nhiên đẩy sang nhà bạn luôn. Này đi, TMP này. TMP này. Tuy nhiên TMP bị mình giết mãi thế. Vâng. Bạn ơi, bạn có mối thù gì với mình à? Sao cứ gặp mình suốt thế? Đi đâu cũng gặp. Thế là lại chết dưới tay mình. Thật là VL. Không có thằng nào đi lên ta. Hình như cái quả đấy nó đẩy lên B luôn. Nó đẩy thẳng lên, nó không biết là nó có lùi về không. Đứng đây kênh cho nó chắc chuyện. Lúc nó đẩy sang thì mình bỏ đi thì hơi bị phí. Ôi trời ơi, sao đi lên luôn. Thế như nó bên B à? À nó bên A, mic hay sao ấy. Vâng, clear hai thằng ở bên khu vực A rồi. Chúng ta sẽ đi thẳng qua bên đấy luôn. Xem chúng nó làm cái gì bên đấy. À thấy rồi. Một bé. Thằng kia ở đâu ấy? Thằng kia chết đâu thì báo xem nào. A. À. Vâng, con kia thì nó nói ở A. Ô, ôi giời. Vãi nồi đồng đội. Thật là VL. Mình cứ nghĩ là ở B mình đứng đây mình kênh là đẹp rồi. Cái góc cực kỳ đẹp luôn. Vãi nồi. Chán thế. Ai bảo tin lời gái làm gì? Vừa lời. Vâng. Khó hiểu thật.
Tự dưng mình đang nghĩ bên bên A, bên B thì nó lại bảo ở bên A, hẻm A. Không biết là nó cheat bên nào mà nó báo như thế. Anh em báo xàm quá nha. Ủa, anh em lại đấy. Cầm TMP hăng máu quá. Từ từ thôi bạn này. Thế thì đẩy. Mà đẩy là phải clear được nha. Chứ không đẩy mà không clear thì thôi. Nghỉ. Rồi, team mình bắt đầu đẩy lên. Nhưng mình vẫn quyết định là thụt về là đúng hơn. Tại vì mình cầm AK mà. Nó cầm TMP nó đẩy được. Nó không bảo vệ được mình. Nó đẩy lên nát cái nhà của bạn rồi. Chắc chắn nó sẽ lùa bọn kia về A. Bọn kia thấy đẩy nhà nó sẽ chạy lên A. Kìa. Kìa đấy, có sai đâu. Trên khu vực cao A kìa. Rồi, bị bắn chết. Bị nhà bắn chết. Nhà bắn chết 3 4 thằng. Ôi trời ơi. Nó móc từ nhà thế kia, mấy bọn kia sao nhỉ? Hay nồi. Một pha clear team. Đến từ thiên nhiên cầm đua TMP. Còn đúng một thằng. Và thiên nhiên khác ăn. Ăn gì bắn hết. Mình cứ tưởng là nó sẽ chạy vào luôn ý. Còn không thì nó sẽ quay lại giết cái thằng TMP. Mà không, nó không chọn cái hướng quay lại giết, nó vẫn đứng ở giữa khu vực mid. Thế là bị clear sạch. Cạn lời. Đấy, tuy mình đứng ở nhà nhưng mình biết hết. Rồi thiên nhiên TMP đen ấy nhở. Đã chết rồi. Chết rồi thì xem TP. Và mình quyết định là lui về. Để canh ở cái lỗ này. Cái lỗ này cũng lợi thế hơn các bạn ạ. Cái lỗ này cấu được máu. Ôi. Không đi vào à? Ô, bọn này, trời ơi, này nó cũng ngáo. Tôi xong rồi, nó để sang đây. Trời, bay kéo tâm ạ. Trời đất ơi, mình kéo tâm gà thế. Vâng, nó chạy ngang một mạch thế là mình không kéo tâm kịp nó. Ok, chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây. Ôi trời ơi. TMP không đụng mặt mình nhờ.